Thì bản tin thế giới cho biết Hungary đã hoãn bỏ phiếu kết nạp Thụy Điển vào NATO. Quốc hội Hungary sẽ không tổ chức bỏ phiếu về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào tuần tới, tiếp tục trì hoãn nỗ lực của liên minh. Lịch trình công bố ngày hôm nay cho biết Quốc hội Hungary sẽ họp vào ngày 4 tháng 7 và 7 tháng 7 để bỏ phiếu về một số dự luật, trong đó có ngân sách năm 2024. Tuy nhiên, chương trình hoạt động của Quốc hội Hungary trong tuần sau không có kế hoạch bỏ phiếu phê duyệt Thụy Điển vào NATO. Trước đó, thì nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ đối lập Agnes Vardai nói rằng các nhà lập pháp đảng Verdes cầm quyền và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo tại Hạ viện đã không ủng hộ đưa cuộc bỏ phiếu vào chương trình nghị sự của phiên họp Quốc hội vào tuần tới. Bộ trưởng Phần Lan từ chức. Bộ trưởng Kinh tế của Phần Lan từ chức sau 10 ngày đảm nhận chức vụ trong lúc bị cáo buộc đưa ra phát ngôn có liên quan đến phát xít. Juliana, Bộ trưởng Kinh tế của Phần Lan thông báo ngày 30 tháng 6 vừa qua. Trích nguyên văn cho biết, để đảm bảo chính phủ tiếp tục vận hành và giữ gìn danh tiếng của đất nước, tôi nhận thấy bản thân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ. Và ông Juliana là thành viên của đảng Finns, một phần của Liên minh cánh hữu cầm quyền vào ngày 20 tháng 6 sau cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua. Và ông cũng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 28 tháng 6 do phe đối lập khởi xướng với cáo buộc ông đã liên tục đưa ra phát ngôn liên quan đến phát xít. Kênh YLE của Phần Lan đã đưa tin ông trong chiến dịch tranh cử của mình và cũng đã chúc mừng một thành viên của đảng Finns vì nhận số ứng viên là 88, biểu tượng mà các nhóm tân phát xít sử dụng để chỉ điệu chào Hitler. Pháp đã huy động tới 40.000 cảnh sát đối phó với biểu tình. Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ huy động tới 40.000 cảnh sát trên khắp cả nước để đối phó biểu tình liên quan tới việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã cho biết quốc gia phải phản ứng kiên quyết và tối ngày hôm qua 40.000 cảnh sát sẽ được huy động. Và tối ngày hôm nay thì 40.000 cảnh sát sẽ được huy động, tăng thêm so với 9.000 người ngày hôm qua, trong đó có 5.000 sĩ quan ở khu vực Paris. Biểu tình diễn ra tại một số khu vực của Pháp trong 2 ngày liên tiếp sau cái chết của Naoem, 17 tuổi. Naoem ngày 27 tháng 6 đã bị hai cảnh sát chặn xe tại Nanterre, ngoại ô Paris vì vi phạm giao thông, và trong đó một sĩ quan đã chỉ súng về phía người của cậu. Khi Naoem rồ ga bỏ chạy, cảnh sát này đã nổ súng. Thụy Điển bị chỉ trích vì cho phép biểu tình đốt kinh Koran. Cảnh sát của Thụy Điển cho phép người đàn ông biểu tình đốt kinh Koran bên ngoài nhà thờ Hồi giáo lớn ở Stockholm đã khiến cho nhiều nước lên tiếng chỉ trích. Shawan Mohika, 37 tuổi, di cư từ Iraq sang Thụy Điển vài năm trước cũng đã xin phép cảnh sát đốt cuốn sách thánh kinh để bày tỏ quan điểm về kinh Koran. Trước cuộc biểu tình, Mohika cũng nói rằng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do ngôn luận. Và Mumika nói đây là nền dân chủ, nên dân chủ sẽ gặp nguy hiểm nếu như họ cấm chúng tôi làm điều này. Dưới sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và khoảng chục người phản đối, quát mắng bằng tiếng Arab, Mumika đã phát biểu trước đám đông qua loa phóng thanh. Cựu cảnh sát viên của trường Parkland, người ở bên ngoài trong vụ xả súng hàng loạt, được tuyên bố vô tội. Một bồi thẩm đoàn đã tha bổng cho tất cả các tội danh của cựu nhân viên tài nguyên trường học, người đã ở bên ngoài trong vụ thảm sát vào tháng 2 2018 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, và miễn cho ông những hành vi sai trái. Trong phiên tòa hiếm hoi xét xử một cựu nhân viên thực thi pháp luật vì phản ứng của ông trong vụ xả súng, Scott Peterson, 60 tuổi, đã tháo kính và khóc trước tòa khi thẩm phán đọc bản án tuyên ông vô tội trong 7 tội trọng tội là bỏ bê trẻ em, 3 tội sơ suất đáng trách và 1 tội khai man. Peterson, cựu phó văn phòng cảnh sát trưởng hạt Broward, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án rằng và mô tả những năm kể từ vụ nổ súng là một hành trình đầy cảm xúc và ông nay đã lấy lại được cuộc sống của mình. Chính quyền của Biden đã thông qua thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá lên đến 440 triệu Mỹ Kim cho phía Đài Loan. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã thông qua thương vụ bán vũ khí tiềm năng với trị giá lên đến 440 triệu Mỹ Kim cho Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa hòn đảo tự trị này và Bắc Kinh. Và Bộ Ngoại giao cũng đã công bố hôm thứ Năm. Một lần bán thì tổng cộng trị giá khoảng 332 triệu Mỹ Kim, bao gồm cả đạn 30mm và các thiết bị có liên quan, cùng với 108 triệu Mỹ Kim khác dành cho phụ tùng và sửa chữa các phương tiện vọt khí cho Văn phòng Đại diện Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc, tức là tiền đồn ngoại giao của Đài Loan tại Hoa Kỳ.
và chia sẻ Bộ Ngoại giao cũng đã cho biết, Washington từ lâu cũng đã cung cấp vũ khí cho đảo quốc Đài Loan theo các điều khoản của đạo luật quan hệ giữa Đài Loan và có sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với việc cung cấp vũ khí cho quốc gia Đài Loan.